Hello, xin chào tất cả anh em. Thì vừa rồi em cũng mở một đoạn nhạc sàn này cho anh em nghe đấy. Thì hôm nay giới thiệu với anh em một cục đẩy hai kênh. Đó. Cục đẩy hai kênh công suất lớn anh em nhé. Nó lên tới là 1300W trên một kênh. Đây là một cục đẩy 1302S của bên em. Quần lưới Alcotic. Con này size 3U. Đấy, size 3U. Đấy, khá là chất lượng. Con này quá là chất anh em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Với công suất của cục đẩy này thì anh em có thể chơi mỗi kênh này anh em có thể chơi được một quả súc kép 50. Và mỗi kênh này anh em để chơi được một cặp full 40 anh em nhé. Đó, một cặp full 40. Hai kênh này anh em có thể chơi được hai cặp full 40. Hoặc anh em chơi full đôi 40 thì anh em chơi được một cặp full đôi 40 anh em nhé. Đó, con này thì đánh rất là căng rồi. Đấy, quá là uy lực luôn. Đường nét thì rất là đẹp. Với cục đẩy này thì chúng ta chơi full đôi 40 hoặc súc kép thì nó rất là uy lực và độ bền của nó thì rất là cao. Bên trong thì biến áp toàn bằng đồng hết, toàn hàng chất thôi đúng không ạ? Toàn hàng khủng thôi. Chiều sâu của con này thì nó rơi vào tầm 48 cm. Đó, chiều sâu nó tầm 48 cm. Cân nặng của nó tầm gần 40 kg anh em nhé. Đó, gần 40 kg. Và nó được chạy mạch class half. Đấy. Cục đẩy này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 8.700.000 đồng bao ship cho anh em. Đó. Anh em nào mà đang chơi full đôi 40 thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng cục đẩy 1302S này của bên em. Đánh quá là uy lực luôn. Hiện tại thì em đang chơi là hai cặp full 40, hai cặp full đơn 40 anh em nhé. Đó. Chất âm ra quá là hay. Con này riêng về chơi súp thì cũng rất là hay. Và chơi chơi full thì cũng rất là tuyệt vời. Đó. Tất cả là hàng chính hãng hết và đều được bảo hành cho anh em 12 tháng. Đó. Hàng rất là chất lượng đúng không ạ? Đó. Quá là uy lực luôn. Ở đây thì đó. Một kênh chơi cả súp kép luôn, anh em thấy không? Anh quá là uy lực luôn. Một kênh anh chơi quả súp kép anh em nhé. Rồi ok, thì vừa rồi thì cũng test chất âm cho anh em nghe cái cục đẩy 1302S này của bên em. Đó, rất là khủng anh em nhé. Anh em nào mà đang có nhu cầu mua cục đẩy tầm 1300W để chúng ta về chơi full đôi 40 hoặc là chơi hai cặp full 40 thì anh em tốt nhất lên tham khảo cái cục đẩy này của bên em. Khẳng định với anh em rất là hay và rất là uy lực nhá. Chất âm hay, sáng và nói chung là độ bền của nó thì rất là cao. Giá cục đẩy này thì báo giá lại với anh em đang là 8.700.000 đồng bao ship cho anh em, nói chung là giá rất là hấp dẫn. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ạ.